Hello, chào tất cả các anh chị và các bạn. Mình tên là Châu Nguyễn, đến từ Dallas, Texas. Thì ngày hôm nay mình rất là vui được chia sẻ với các anh chị một vài thông điệp chính. Thì background của mình là Nail Salon Business Consultant. Mình chuyên tư vấn cho các tiệm nail làm thế nào để phát triển trong cái lĩnh vực nail. Thì trong thời gian vừa qua thì mình đi khắp nơi và mình nhận thức được một vấn đề mà hầu như các anh chị cũng gặp được, tức là sự cạnh tranh, sự phá giá trong ngành nail rất trầm trọng các anh chị. Và sự cạnh tranh nó gay go và nó khốc liệt đến mức độ là hầu như các anh chị thấy là cứ mỗi ngã tư đường đều có một tiệm nail nó mọc ra, và hầu như là hàng tuần trong thành phố đều có những tiệm nail khác nó mọc ra, và dẫn đến một cái tệ nạn ở chỗ là hạ giá thành của ngành nail. Và cái service, khi mà cái giá thành nó hạ xuống thì cái service nó không có còn là chu đáo nữa các anh chị, thành ra dẫn đến tình trạng là mất khách. Thành ra mình thấy được một vấn nạn ở chỗ á, là rất là nhiều tiệm nail mở cửa và rất ít tiệm nail thành công. Thì cái business của Châu là đi giúp tất cả các tiệm nail mà đang gặp khó khăn trong lúc phát triển. Thì sau đây chính vì những cái điểm đó thì Châu có những cái kỹ thuật, những cái công nghệ mới và có thể giúp cho các bạn tăng được cái số lượng khách tới tiệm, tăng được cái số lần khách tới tiệm, và đặc biệt là tăng lên cái số tiền mà khách chi tiêu trong tiệm. Khi mà Châu giúp được các anh chị giải quyết được ba cái vấn đề đó, sẽ giải quyết được cái vấn đề rắc rối với thợ, giữa thợ với chủ. Thì hôm nay rất là may mắn anh chị là cho mời được một chuyên gia. Anh ta là một người chuyên gia về làm đẹp. Anh đã đi khắp nơi trên nước Mỹ giúp rất nhiều các anh chị trong ngành nail để mà có những cái service rất là đặc biệt. Thì ngày hôm nay mình xin hân hạnh giới thiệu các anh chị anh Vũ Phạm, đến từ Florida. Hello Vũ. Dạ, chào anh Châu. Cảm ơn. Xin chào các anh chị. Cũng như các anh chị đã biết, đa số khách hàng của các anh chị đều có nhu cầu về làm đẹp, nhưng phần đông họ đều không có thời gian. Và do đó, hôm nay cũng phải hướng dẫn các anh chị một kỹ thuật mới để ứng dụng trong tiệm của các anh chị. Và kỹ thuật này được gọi là Address. Và tại sao gọi là Address? Là tại vì nó đáp ứng được cái nhu cầu thời gian của khách hàng. Và khi khách đến tiệm của các anh chị có thể làm ngay tại ghế spa khách đang làm chân, và anh chị làm ngay tại ghế khi khách đang làm manicure. Và kỹ thuật này Vũ Phạm đã áp dụng trên toàn nước Mỹ, rất thành công các anh chị. Và nếu như các anh chị đưa dịch vụ này vào tiệm của các anh chị thì chắc chắn một điều rằng khách hàng sẽ hài lòng và sẽ quay trở lại. Sau đây là cách làm, xin mời các anh chị theo dõi. Và bây giờ là cách làm Marine Mud Mask, Razor Marine Mud Mask. Thì trước tiên á, các anh chị cần phải clean cái mặt, rửa mặt khách trước và lấy những cái trang điểm của khách ra. Thì mình dùng Fairwatch 180. Thì các anh chị lấy lượng rất ít, không cần lấy nhiều, như thế này là đủ. Và các anh chị chạm lên mặt của người khách này ha. Mình làm cho ẩm cái da. Các anh chị có thể dùng bằng nước lạnh hoặc là dùng bằng moisture mist. Mình rửa bằng cái như thế này. Mình có thể rửa từ cổ. Những người khách mà lớn tuổi, họ có da nhăn ở vùng cổ, và mình tập trung vô những chỗ nào mà nhăn nhất. Mặt người mẫu này thì không có vùng nào nhăn cả. Thì khi mà mình rửa như vậy đó, mình lấy hết cái trang điểm ra. Thì sau khi mình lấy hết mấy cái trang điểm ra, mình rửa như vậy, mình có thể dùng đầu cổ và hai tay mình kéo lên thế này. Rất là đơn giản các anh chị. Đơn giản, rất là đơn giản. Và khi mình rửa xong, dùng một cái khăn với nước ấm nha, khăn với nước ấm
Mình lâu quá. Thì anh Vũ cho mình hỏi là khi mà mình làm vậy thì người khách hàng ngồi đâu, ngồi trên ghế spa hay là ngồi ở trên cái phòng facial? Thường thường á, anh cũng biết là khi mà người ta làm facial, người ta cứ nghĩ rằng là một cái gì đó là cao sang lắm, những người khách VIP là phải có nhiều tiền mới làm được. Thì thường thường cái original, cái bình thường là mình phải đưa vào phòng. Và khi mình đưa vào phòng á, thì chỉ có một người làm mà thôi. Nhưng mà cái này á, nó hay một cái là mình có thể làm ở tại guest spa. Và khi làm ở tại guest spa thì cái điều gì sẽ xảy ra? Thì khi một cô khách này, cô ngồi làm cái dịch vụ này, thì cái người kế bên hỏi: ồ, đây là cái gì? Thì người kế bên nói: ồ, tôi cũng thích, tôi muốn thử. Thì mình làm cho người khách kế bên. Mình có thể làm tại guest spa. Rồi sau khi mà mình rửa răng mặt sạch cho khách này, thì mình tiếp tục làm cái mờ viên nước mát. Thì các anh chị cần phải có cọ và mình đổi này. Mình nhớ sắp đều nhé, mình nhớ sắp đều của chai mờ viên lên. Mình đổ một ít ra. Khi mình đổ cái chai mờ viên ra là bắt đầu mình quét. Mình quét này, từ bắt đầu từ đây. Và mình có thể quét ở cổ nữa. Mình có thể quét ở cổ. Mình quét từ đây. Quét một lớp mỏng. Mình có thể quét một lớp mỏng một nửa của khuôn mặt bên này. Mình quét một lớp mỏng một nửa của khuôn mặt bên này. Và sau khi mình quét hết một nửa của khuôn mặt bên này, mình chừa mắt ra nha, đừng có quét vô mắt nhé. Em Vũ có thể cho mình biết là cũng như các bạn đây biết là cái công dụng của cái mask này nó như thế nào không Vũ? Ồ, cái công dụng mask này là có cái chất vitamin E và được làm từ cái bùn của biển ở Canada. Thì cái tác dụng của cái marine mask này là mở lỗ chân lông và hút tất cả những cái cặn dơ của mình, hay mình đi ra ngoài bụi bặm nằm ở dưới da mình và mở lỗ chân lông. Và sau khi mà mình quét một nửa mặt bên kia xong xuôi, mình quay lại với một nửa mặt bên này. Mình quét một lớp mỏng một nửa mặt bên này. Thì khi mà mình quét xong, mình quét người khách mà lớn tuổi mình có thể quét dưới cổ nếu mà da họ nhăn nhá các anh chị. Nó rất là đơn giản, không có gì phải khó khăn. Mình quét cái cọ, mình cầm, mình quét từ đây lên đây, quét từ đây lên đây. Đó, nó rất đơn giản. Mà cái quan trọng là cái mớt này, dịch vụ mớt này ai cũng có thể làm được, bất cứ người nào thợ cũng có làm được. Đó, đây là sau khi mình quét xong thì những người thợ họ làm xong và người khác mình cho lên ngâm chân, và khi lên mình rửa mặt và quét cái mask xong thì người thợ có thể xuống làm chân và cái làm chân đợi cho mask khô. Đây là cái có thể đợi một thời gian khoảng chừng 10 phút hoặc 15 phút. Và sau khi mà người thợ làm tay hoặc làm chân xong thì bây giờ mình tới công đoạn lấy mask ra. Thì trước khi mình hỏi mình lấy mask ra, mình hỏi người khách chị Phương thấy cái feel khuôn mặt của chị như thế nào chị Phương? Nó vừa mát ra, nó căng da mặt, feel rất là gớm. Mình có cảm giác là nó đang đi sâu vào trong chân, mấy cái lỗ chân lông. Thì đúng là như vậy. Thì cái mớt mát này nó có tác dụng là mở lỗ chân lông của mình ra. Tại vì khi mà người phụ nữ khi mà họ make up lâu ngày thì những cái make up nó đi vào ở dưới cái lỗ chân lông, thì cái mớt mát này nó lấy ra
Nó lấy hết những cái dơ dưới lòng xương lông ra. Thì bây giờ là em sẽ lấy cái chùi khô clean. Em sẽ chùi. Mình thấm cái ướp và mình sẽ chùi thế này. Mình sẽ chùi. Đó, cái công đoạn chùi này nó cũng rất đơn giản anh chị, đơn giản. Không có gì khó cả. Không có gì khó cả. Thì sau khi mình clean cái mặt của chị xong, mình rửa cho sạch xong thì mình quên nói với mấy chị là mình đừng dùng cái khăn của mình lau, mình đừng dùng cái khăn của mình nhóm nước lau vô, tại vì có thể là nó màu đen anh chị giặt không ra. Anh chị có thể dùng miếng này mua ở supply, miếng này kêu là mua ở supply, anh chị lau xong, thấm nước lau xong và liền. Thì cái bước kế tiếp của mình cần làm á, là của cái này là mình làm á, là mình sẽ dùng cái clean and toner. Clean and toner có tác dụng clean sạch và làm da cho người khác cho nó sang lại. Và mình chỉ cần lấy một ít thôi, một pump hay là hai pump thì mình rửa. Tại vì sau khi làm mát á, các anh chị làm mát á, thì cái da nó mịn một tí, nhưng mà một đợt sau nó sẽ rất là khô. Thì mình chỉ cần rửa như thế này, rửa vậy 1 phút hoặc 2 phút. Và sau khi mà em lấy cái mát ra, chị Phương thấy cảm giác như thế nào chị Phương? Căng cái da. Căng đó hả? Dạ. Và cái này ở nhà bất cứ người thợ nào mình cũng thể tự chăm sóc cho mình được, nó rất là dễ dàng. Và sau khi mà nếu mà mình tự chăm sóc của mình ở nhà, mình tự làm mát ở nhà, thì khi mà khách hỏi, mình chia sẻ với khách lại đem lại cho khách cái niềm tự tin hơn. Thì sau khi em rửa cái ly này thôn rồi như thế này, đơn giản thôi, vuốt lên kéo lên, kéo lên như thế này, thì em sẽ dùng cái khăn nóng nha, khăn nóng. Nhưng mà bây giờ em không dùng khăn nóng, em có thể dùng cái này nha. Em chùi cái này, em chùi cái này sạch sẽ lên, và cái da của chị sáng lên một cách thấy rõ. Nó không có gì phải khó cả. Đó, như thế vậy. Và cái bước cuối cùng là moisturize. Cái này moisturize này á, thì anh chị có thể thay lên, thay cho người khách đi ra và tới bàn mình đi lấy tiền. Tới bàn lấy tiền. Thay cho người khách đi ha. Mình cũng đánh đều như vậy. Các anh chị tha kem cho chăm sóc da mặt mình sao thì mình cũng đánh vậy. Không gì khó, mình tha chỉ vậy thôi. Để cho cái da người khách đó có độ ẩm, và trước khi người ta ra về và người ta cảm thấy feel rất là refresh cái da của mình, như có một làn da mới, được là một làn da mới, mà trong khi đó người ta cũng trả nhiều tiền quá. Và mình massage, mình dùng thêm một thời gian khoảng chừng 1 phút hoặc 2 phút, mình thay cái moisturizer này lên và massage cho khách một tí. Khi mà mình massage cho khách một tí thì giống như là mình quan tâm cái khách mình nhiều hơn một tí, thì người thợ là có thể là được nhiều tiền thiết hơn. Thì khi em hỏi, cho em hỏi chị Phương cái này, nếu mà như chị là một người khác và với cái số tiền làm một cái average facial với số tiền là khoảng 25 đồng vậy, chị thấy cái xứng đáng mà chị có thể, chị có làm rất là xứng đáng, tại vì vừa làm tay đẹp vừa làm mặt đẹp nữa. Thì đây là cái cách mà làm average facial cho các anh chị. Các anh chị cảm ơn anh chị đã theo dõi và chúc anh chị thành công.
Vừa rồi các anh chị và các bạn đã theo dõi một số hình ảnh cho chúng tôi thực hiện và hy vọng sẽ đem lại một số kiến thức cho các anh chị có thể ứng dụng trong tiệm của các anh chị. Ngoài ra chúng tôi còn có những phương pháp để giúp các anh chị làm thế nào để tăng số lượng khách tới tiệm của các anh chị, làm thế nào để tăng số lần khách tới tiệm của các anh chị và làm thế nào để tăng cái số tiền khách tiêu trong tiệm của anh chị. Và nếu như các anh chị có những nhu cầu phát triển tiệm của các anh chị có thể liên lạc trực tiếp với Châu Nguyễn hoặc Vũ Phạm qua số điện thoại phía dưới màn hình. Và chân thành cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và chúc các anh chị thành công. Chào tạm biệt các anh chị.